Hello, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em, đó là giày Si Sài Gòn ạ. Các bác ơi, hôm nay shop em lại về rất là nhiều mẫu giày tê mới, đồ mới khá là cao nha. Rồi, và mẫu đầu tiên em sẽ lên cho các bác, đó là một em siêu phẩm của nhà Rugal phiên bản Heritage nha. Form dáng của em khá là gọn luôn, một em giày tây công sở form rất là gọn, phiên bản Heritage, phiên bản chữ ký ha. Bộ đế cũng còn khá là đẹp và mới nè. Đó, miếng toppy trước của em nó là rin luôn nè, Heritage có dập thương hiệu dưới đế luôn ha. Đã được khâu đắp rãnh và có chống trơn sẵn luôn rồi các bác ạ. Em này thì các bác mang bao bền luôn. Bình thường phiên bản Rugal thì đã mắc rồi, nhưng mà bên này là phiên bản Rugal Heritage, phiên bản chủ ký nữa này, thì quá là đắt đỏ. Em này bình thường nhìn đơn giản nhưng mua mới cũng hơn 10 triệu các bác ạ. Không có rẻ với phiên bản chủ ký này đâu. Phiên bản chủ ký rất là đắt đỏ luôn. Và hôm nay shop em tri ân một giá rất là rẻ luôn. Rồi, và em này thì có mã chốt hàng, đó là B81 ạ. B81 size 42 và shop em tri ân là 700k cho mẫu này thôi các bác nha. Sale rất là mạnh, 700k cho phiên bản này luôn. Bác nào ưng mẫu này thì alo liền cho em ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, một em màu nâu đỏ, kiểu như là đỏ rượu vang các bác nha. Trời ơi, em này độ mới còn quá là cao. Đó, bóng kiểu là bóng độ mới các bác nha. Form dáng rất là gọn, màu nâu đỏ, kiểu như dạng patina mũi hơi nâu đậm ha. Form dáng rất là gọn. Em này thì size chuẩn là size 41 nha các bác. Bộ đế cũng còn rất là đẹp luôn, đế da ha. Đế da của Italia các bác nha. Size chuẩn của em là size 41 ạ. Và bên trong của em thì có một lớp lót cùng full màu với đế luôn. Size sổ mà cốt đầy đủ các bác ha. Đó, hôm nay một em xịn sò như thế này. Đế da rất là xịn. Shop em đang tri ân giá rất là rẻ luôn. 600k cho mẫu này thôi các bác nha. Rồi, và em này thì có mã chốt hàng, đó là B82 ạ. B82 size 41 và shop em tri ân là 600k thôi nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Trời ơi, em này mới lắm các bác, độ mới quá là cao luôn ấy. Bác nào ưng mẫu này thì nhắn liền cho em nha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em giày mocha. Em này có màu kiểu như là màu cam đất nha, màu cam đất nha các bác. Đó, rất là sừng sò luôn. Size chuẩn của em là size 6 nha. Em đến từ thương hiệu Armani ha. Armani là một thương hiệu khá là nổi tiếng của Ý các bác nha. Màu cam đất ạ. Size chuẩn của em là size 6, size số mà có đầy đủ. Size của em nó là size 6 này các bác, in chìm trong này luôn. Size 6 đến từ thương hiệu Armani nha các bác. Armani, trời ơi, mua mới cũng mười mấy triệu rồi các bác ơi. Đó, rất là rẻ luôn này. Em bán hàng Si sale rẻ cho các bác luôn mẫu này ha. Một em đến từ thương hiệu Armani màu cam đất. Màu này rất là hiếm các bác ạ. Rất là ít khi có màu này luôn đấy. Rồi, và mã số chốt hàng của em đó là B85. B85 size 40. Và shop em đang tri ân là 1.300.000 cho em Armani này thôi các bác nha. Các bác nào ưng mẫu này thì alo trực tiếp cho em ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, đó là một em dáng sneaker ha. Form dáng của em này rất là gọn. Những bác nào hay bận quần jean kaki thì phối những em này là khá là hợp lý nha. Form dáng rất là gọn, xung quanh viền cũng đã được khâu rất là chắc chắn rồi nha. Em này thì thiết kế của em nó là màu xanh navy, không phải là màu đen các bác nha, màu xanh navy. Và bộ đế cũng còn khá là mới, đây mòn không đáng kể, kiểu như hàng trưng bày còn rất là mới nha. Em đến từ thương hiệu Elecanto, một thương hiệu khá là nổi tiếng của India, Ấn Độ ha. Bên trong lớp lót có dập thương hiệu bên trong này các bác, rất là sừng sò ha. Em này thì mang bao em bao chắc chân luôn đấy các bác. Và size chuẩn của em đó là size 40. Size 40 và mã số chốt hàng của em đó là B87. B87 size 40 và shop em đang tri ân là 450k cho mẫu này thôi các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, đó là một em giày tây công sở màu vàng bò. Em này cũng có size chuẩn là size 42 các bác nhá. Size 42, form dáng rất là gọn luôn các bác ạ. Màu này thì các bác phối quần tây, quần jean đều ok la ha. Bộ đế cũng còn khá là đẹp và mới. Em đến từ thương hiệu Rainer, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Italia các bác nhá. Italia. Size chuẩn của em là size 41 542 ok ạ.
Bên trong của em thì có dập thương hiệu là Vainer Made in Italia các bác nha. Size chuẩn là 41.5. 41.5 thì sẽ thoải mái hơn các bác nha. Bác nào chân 41.5 thì mang em này là bao ok luôn này. Rồi và mã số chốt hàng của em đó là B80. B80 size 41.5 trên 42 chân thon. Và shop em đang tri ân là 600k cho mẫu này các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em giày lười loafer. Em này thì có size chuẩn là size 39 nha các bác. Size 39 cái khóa pheromone này. Đẹp lắm các bác ơi. Size chuẩn của em là size 39 nha. Form dáng rất là gọn luôn. Bộ đế cũng còn khá là đẹp và mới này. Size chuẩn của em là size 39 ạ. Đó, rất là đẹp. Bên trong lớp lót cũng còn khá là đẹp các bác ha. Size chuẩn là 39 nha các bác. 39 ạ. Mã số chốt hàng của em đó là B88. B88 size 39 và shop em đang chi ân là 600k cho mẫu này thôi các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Tâm phong. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, một em màu trắng sữa ha. Một em màu trắng sữa khá là đẹp luôn các bác ơi. Đó, size form dáng rất là gọn ha. Màu trắng sữa dáng loafer. Em này bộ đế của em đã thiết kế bộ đế da khá là sịn sò luôn. Size chuẩn của em là size 45 trên 41 ạ. Bên trong của em có một lớp lót có dập thương hiệu khá là đẹp và sạch sẽ ha. Màu trắng sữa đến từ thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật Bản, còn tem Nhật luôn này các bác ơi. Size 45 trên 41 ạ. Size 45 trên 41 nha. Mã số chốt hàng của em đó là B82. B82 size 45 trên 41 và shop em đang chi ân là 600k cho mẫu này các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu giày lười. Em này thì có màu xanh navy khá là đẹp này các bác. Những mẫu như thế này thì các bác phối quần sọc, quần jean, quần kaki đều ok la ha. Trời ơi, độ mới quá là cao luôn. Em này còn rất là mới nha. Đó, kiểu như là dạng sneaker, phối đồ đi chơi, đi làm rất là tiện ha. Bộ đế cũng còn khá là đẹp và mới nha các bác. Size chuẩn của em đó là size 40 trên 45. Bên trong có một lớp lót của cái dọc thương hiệu cũng còn khá là đẹp và sạch sẽ ha. Size 40 trên 40.5. Và mã số chốt hàng của em đó là B84. B84 size 40 trên 40.5. Và shop em đang chi ân với giá là 450k cho mẫu này các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu loafer. Em này thì có một màu nâu đậm khá là đẹp luôn. Dáng của em này rất là gọn luôn các bác ơi. Form dáng rất là gọn, màu nâu đậm thì các bác phối đồ cũng rất là dễ nha. Đây, màu rất là đẹp luôn. Bộ đế cũng còn khá là mới nha. Em đến từ thương hiệu MOC, một thương hiệu khá là nổi tiếng qua Hàn Quốc rồi. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu MOC ha. Size số mã cấp bên trong đầy đủ ạ. Mã số chốt hàng của em đó là B86. B86 size 39.5. Và shop em đang chi ân là 550k cho mẫu này các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, một em loafer size 41. Em này da rất là mềm nha các bác, form cũng rất là gọn luôn này. Trời ơi, một em màu nâu đậm và da siêu êm, siêu mềm luôn. Bộ đế cũng còn khá là mới, size chuẩn là 41 nha các bác, size 41, da cực kỳ mềm luôn. Bên trong cũng có dập thương hiệu bên trong này các bác, khá là sừng sò ha. Size chuẩn của em là size 41 và mã số chốt hàng của em đó là B83. B83 size 41 và shop em đang chi ân với giá là 550k cho mẫu này các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em nha.